Nếu mà cần một huấn luyện viên thiên về macro thì tôi biết ở Việt Nam cũng sẽ có một vài người có thể đáp ứng được. Mùa hè này nếu như bên phía của xe muốn tuyển thì chắc là tôi cũng sẽ có ứng ứng cử viên để giới thiệu. Ủa? À không phải tôi. À, không phải tôi. Tôi thì làm ở trong môi trường đó căng thẳng đầu óc quá, tôi già rồi làm môi trường đó căng thẳng đầu óc quá. Và tôi giới thiệu cho thằng em của tôi. Cũng được. Nói tới SD là những bản nhạc buồn nó nổi lên. À, cái mùa xuân năm 2022 Đây, là team mình anh hẹn bè. năm, thì cái mùa đó thì nói chung là cái khoảng thời gian ban đầu á cũng giống như là cái mùa hè thôi, thì khoảng thời gian ban đầu thì team mình cũng làm khá là tốt rồi, nhưng mà nó bị xui cái là cái bộ khung cái dàn thời điểm đó là Chu Ti đi mid, mà Chu Ti cũng là thật Phong độ sự cũng tốt không hả? phải là một cái người mà gọi là chuyên đi mid, mà từ bên lane top laner chuyển xuống để đi mid cho BTC. Thì Ủa, Chu Ti là đi top hả? Ờ, như vậy là Chu Ti xong cái đợt mà AOSE qua bên ASE thì lên top là về đúng rank hả? Đúng đúng role hả? Ôi, tôi tưởng Chu Ti là đi mid luôn chứ. khả năng đi đường của bên Chu Ti thì nó còn hơi hơi yếu, và về cái giai đoạn về sau thì cái kinh Nè, AB nói nè. AB nói là lúc mà đánh cho SE là Chu Ti là top, xong rồi chuyển qua mid nè. nghiệm của Đấy. bên để đi gọi là chuyên đi mid, mà từ bên lane top laner chuyển xuống để đi mid cho BTC. Đấy. Thì cái khả năng đi đường của bên Chu Ti thì nó còn hơi hơi yếu, và về cái giai đoạn về sau thì cái kinh nghiệm của Chu Ti nó vẫn chưa đủ để có thể giúp cho team BTC tiến vào top 4 hoặc là đi xa hơn nữa đó. Thì Liêu Long Lộc cũng làm khá là nhiều cho với lại làm việc khá là nhiều Liêu với lại Nam Chu Lộc. Ti rồi đó. Thì bản thân Chu Ti với lại ngay cả Ember trong khoảng thời điểm đó cũng chưa phải là một sát thần giống như hiện tại bây giờ đâu, nó vẫn là một người chơi Người vẫn mới trẻ và khá là non Ember nớt, như là không trong có một cái nhiều team thời nào gian của kinh miền nghiệm Trung đúng không? đó. Team Thì bờ sen ngày cái xưa mùa đúng không? đó là thật sự mà nói là đối với lại bản thân team á thì không đặt quá nhiều kỳ vọng, nó chỉ hy vọng là tụi nó có thể tiến bộ thêm từng ngày thôi. Thì đúng như là mình suy nghĩ thì Ember là cái người mà gọi là bắt bắt kịp được cái nhịp độ và tiến bộ tốt nhất trong cái khoảng thời điểm đó cho tới bây giờ. Ừ, ghê vậy. Edit ác vậy. Ơ, cái farm mà edit. Edit khúc sau của con đĩa ác vậy. Úi là trời. Dừng lại để tiến xa Cái quá hơn. trình mà Ambus đầu tư vào SBKC nó bắt đầu từ khoảng cuối năm 2021. Phùng Lê, giám đốc Để thương chia sẻ cho tất hiệu. cả mọi người mà chưa biết về Ambus thì thật ra Ambus là một cái tập đoàn đa quốc gia, và hiện tại thì đang đầu tư vào chủ yếu là eSports ở nhiều quốc gia khác nhau, trong chủ yếu là khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ. Thì hiện tại Ambus có mặt ở Ấn Độ, ở Thái Lan, ở Philippines, ở Việt Nam và ở Indonesia. Thì thị trường chính mà Amverse hoạt động trước đây là Thái Lan, và cái việc mà mua lại BKC nó là một cái phần trong quá trình mà Amverse mở rộng ra đến những cái thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á. Thì sau khi Amverse đầu tư vào thì thực chất về mặt eSports nó vẫn không có thay đổi nhiều. Những người đứng đầu bên mảng eSports vẫn là những cái tên mà mọi người đã từng biết rồi, ví dụ Thầy Giáo Ba hay là anh Tú. Thì mảng eSports vẫn vận hành như vậy, nhưng mà cái mà Amverse mang tới cho SBKC đó là cái sự Chuyên đầu nghiệp. tư trong những cái mảng hoạt động khác. Ví dụ như mọi người hình dung một cái công ty bình thường ấy, nó sẽ luôn luôn có những cái bộ phận như phòng nhân sự, phòng sale, phòng marketing, phòng tài chính. Thì tất cả những cái đó khi về đây thì Amverse tổ chức lại SBKC thành một cái công ty mà nó có đầy đủ bài bản quy mô như vậy. Và có những cái mảng mà trước đây SBKC thật sự là làm nó chỉ là mang tính tự phát và chưa có chuyên nghiệp, ví dụ như là marketing, sales hay các vấn đề liên quan đến tài chính, thì
dưới cái sự tổ chức lại của Amverse thì BPC trở thành một công ty bài bản chuyên nghiệp và nó hoạt động với đầy đủ các phòng ban tổ chức như vậy. Thật ra thì mình làm cho FBTC cũng khoảng được 2 năm rồi. Tôi thường hay chọc á. Thằng Tiến là em ruột của anh Lu đúng không? Anh em nhìn thấy giống nhau y chang luôn. Cá nhân tôi thấy, tôi không biết sao thấy giống nhau y chang luôn. Tiến có phải là em ruột của Lu hay không? Lúc thời điểm mình vào thì chỉ có một mình DJ sẽ đảm nhiệm hết tất cả mọi vai trò của FBTC Media. Và sau này khi mà Amverse vào rồi á, thì cái tổ chức mình nó đã thay đổi. Đội media gọi như là phát triển nhiều hơn, có thêm cameraman, editor và cả như designer riêng lẻ ra. Mỗi người một công việc, chứ không phải là một người đảm nhiệm hết tất cả mọi thứ giống như hồi trước nữa. Thì mình nghĩ đây là một bước, gọi là bước phát triển cực kỳ tốt khi mà Amverse đầu tư. Cô gái của bạn nữ xinh luôn kìa. Bạn nữ xinh nữa chứ. Với BTC, song song đó thì sẽ tạo ra được những giá trị. Và đây là team media ở bên SE đúng không? Của khán giả sẽ ngày càng tích cực hơn mà thôi. Mọi người hiểu làm việc trong mỗi công ty thì chúng ta sẽ có cái chuyện đặt ra KPI. Bất cứ bộ phận nào vậy thôi thì bộ phận eSports của SBPC họ cũng có KPI của họ. Anh ba hay là những người hay là tuyển thủ hay là huấn luyện viên họ đều có KPI của họ về mạng eSports cả. Thì kỳ vọng ngay từ ban đầu lúc mùa giải chưa hoàn toàn chưa khởi tranh ấy, thì kỳ vọng của SBPC đương nhiên đó là nó chỉ tương đối vừa phải, đó là vào top 4 mà thôi. Thì đó là cái thực tế. SBPC với một cái đội hình như vậy không có thay đổi quá nhiều so với mùa trước, chỉ có sự trở lại của địa một mà thôi. Cũng không có nhiều thay đổi về ban huấn luyện. Thì xét cái nhiều yếu tố thì cái mục tiêu của BPC lúc đó là vào top 1. Đạt được rồi chứ. Tính ra cái lúc đầu mọi người cũng biết đều là đạt, một người chơi mid tài năng trẻ, rồi có được cái sự đột biến như thế nào ở khi mà ở những đội tuyển cũ. Thì cái bộ khung nó của mình thì mình nghĩ là mình kỳ vọng khá là cao đó. Thì đúng như những cái gì mà gọi là mình kỳ vọng thì ngay những cái thời điểm ban đầu team đánh khá là tốt. Nếu mà nói là trận đấu mà FPC mang lại nhiều cảm xúc nhất thì nó là cái chiến thắng trước GAM. Thật ra thì mọi người biết rồi, GAM là một cái ông lớn ở đây. GAM là một cái tên tuổi, nó là một cái tượng đài của Liên minh Huyền thoại Việt Nam rồi. Và là đương kim vô địch trước khi cái mùa giải VSET mùa hè bắt đầu. Thì cái chiến thắng đó có nhiều chiến thắng nhiều cảm xúc nhất. Nó là một cái khẳng định về cái sự tiến bộ của FPC. Anh không nói là đây là một cái chiến thắng trước GAM, nó khẳng định là FPC bây giờ ở đẳng cấp khác hay cái gì cả. Nhưng ít nhất nó cho thấy cái sự tiến bộ của đội tuyển. Nó là còn là một chặng đường dài, nhưng ít nhất như chúng ta vẫn hay nói với nhau, ít nhất là chúng ta từng thắng được cái nhà vô địch của mùa giải đấy một lần. Thì đó là, vẫn là một cái điểm mà fan FPC có thể nhớ. Và nó sẽ... Này xin lỗi anh em SE. Này xin lỗi anh em SE. Xin lỗi các bạn fan yêu quý của SE. Tự nhiên tôi đang chợt nhớ một cái meme ở trên mạng là SE mùa này có chiếc cúp, là chiếc cúp thắng được GAM, chiếc cúp thắng được nhà vô địch. Má con meme nhiều quá, cái nó bị nhiễm vô máu rồi. Có những cái câu chuyện mà mang tính cột mốc á, tức là chúng ta từng đánh bại được GAM, chúng ta từng làm được như cái chuyện SBPC mùa này, dù không có đi được chung kết thế giới nhưng vào được top 4 chẳng hạn. Đó là những cái cột mốc về mặt thành tích, về mặt sự tiến bộ của một cái đội tuyển, và chúng ta trông chờ vào đó để chúng ta thấy ghi nhận, tốt hơn trong tương lai. Đồng ý ghi nhận nha. Tại mùa này cũng tiến bộ hơn nhiều mà. Đây cái bình thường mà nó lách rừng trước đi nha, chỗ nó rừng trước đi nha, thì nó rừng trước đi. Thì mình sẽ lấy Lee Sin và cà phê anh Phil ơi. Nhưng mà nó sẽ không lộ AD liền đâu. Giờ nó còn đánh cả tà. Giờ nó chỉ biết không gì nè. Anh Phil thì đi. Anh Phil nó chỉ lục. Hoặc là Leona, hoặc là bò. Vô thế được rồi, anh mới đem Leona luôn nha mà lách. Copy thì sao nè? Vậy Leona không chen em nào luôn á. Đúng rồi đó. Tại vì bây giờ nếu mà Copy tự tin nha. Copy thì sao nè? Vậy Leona không chen em nào luôn á. Đúng rồi đó. Ờ sao ta? Đó, tại vì bây giờ nếu mà có Bi tự tin nha, có Bi là nó nằm ở trong máu em rồi. Thì thật ra ở đây nó cũng quýnh cả anh mới đem Leona luôn nha mà lách. Có Bi thì sao nè? Vậy Leona không chen em nào luôn á. Cái này là một cái ví dụ như DNK nói là Leona không chen Leona game nào á, thì gọi là sao ta? Nó nói chung là vô ban bích nó sẽ có rất là nhiều thế, có những cái thế mà kiểu như là mình sẽ gần như là mình sẽ thấy cái con tướng đó nó rất là phù hợp. Mà mình sẵn sàng, player sẵn sàng để có thể sử dụng cái con tướng đó anh em. Chứ phụ thuộc vào chain thì một tuần. Ví dụ như là một tuần nha, đánh giải khoảng chừng 2 ngày, còn lại là 5 ngày, nghỉ một ngày, xong rồi còn lại là chain 4 ngày. 4 ngày thì mỗi ngày chain được 2k. Cho là trung bình là một ngày 2k đi. Mỗi k là một kèo B3. Như vậy tổng cộng chúng ta sẽ có 3 nhân cho 2k là 6, 6 nhân cho 4 là 24 trận.
24 trận trên ở trong một tuần. Nó không có nhiều anh em à. Nó không có nhiều. Đúng rồi đó. Nhiều khi là cái bệ tướng của player phải sẵn sàng để pích, pích vô là chơi, pích vô là chơi, pích vô là chơi. Đây bây giờ nếu mà Poppy tự tin nha. Nhưng mà trong trường hợp này tuyển thủ nha, ví dụ Ballet rất là tự tin con Poppy nha. Ok, nó chơi Kalista, em chơi Poppy cao tư cứng nó luôn nha. Đó, thoải mái tự tin thì cứ thoải mái. Ví dụ trong trường hợp này đi. Đó, vận động viên đề xuất cho huấn luyện viên là ok, bây giờ em có cái con tướng Poppy nè, anh khóa vô cho em, hợp với cái đội hình này nè, bla bla bla. Nó rất là thích hợp anh em, nó là một cái cách vận hành mà mình nhìn vô mình sẽ thấy được một cái sự trơn tru nhất định. Poppy là nó nằm ở trong máu em rồi. Thì thật ra ở đây nó cũng quýnh cặp Karata Karata, vậy mình afe với vậy. Karata với Karata này nè, thì mình sẽ afe với vậy. Hay nu nu. Hay nu nu đó, nó nằm cũng đúng. Lulu cũng được. Lulu thì nó hơi bắt đầu. Vậy thì như mà anh đã nói rồi nha. Vigo là con support bất nữa là có vô nữa nha. Vậy đẩy thêm con mid Ari thầy Liêu. Cho thêm con mid Ari thầy Liêu. Hoặc là con mid Vex thầy Liêu. Nhiều cách lắm anh em, nhiều cách để bổ sung thêm cái vận hành lắm. Mình thay con tướng này bằng một con tướng khác. Mà nếu như thay con hỗ trợ này bằng một con hỗ trợ khác thì những cái con tướng khác nó cũng sẽ thay luôn. Ở cái game bây giờ nó luôn chuyển như vậy đó, nó rất nhiều những cái con tướng luôn chuyển như vậy đó nè. Đây nhé, đây mình đĩa là cái bít sau thằng cá tí mít lời. Mình có bít theo kiểu tụi kia là vậy để cho nó tha thôi đi. Đó, nhưng mà bây giờ là nó sẽ giấu mít á, nó sẽ giấu mít á. Nó biết rồi. Nên thật ra bây giờ mình giấu sẽ đâu mình giấu thôi. Vậy nè, giờ bỏ con ra đúng không? Còn Nautilus nè, Amumu nè. Rồi Seth nè. Nhưng mà boss đó là gì anh? Thì ý là những con sub mà đi kẹp cái con Kalista đó. Mình chưa biết được boss là cái gì thôi. Là em đang nhường, ví dụ mình bích cặp Kalista với lại con Renata á, là mình sẽ nhường cho bớt bích con Grenade cái lượng đó. Là bớt tự tin đó, nó non kẹo á. Cái trận này á là cái copy ban. Ừ, mà lại cái con Talia nó cũng sai quá. Hồi nãy phải chạy chiều con xe lát á, lại mình phải chiều con xe lát á. Còn phải thấy Talia thì mình Mày xào á, cá nhân tôi thấy tôi rất là thích luôn nha. Tôi rất là thích một team mà ngồi với nhau nè, sau mỗi ván đấu hoặc là sau mỗi ván trên mà họ ngồi với nhau, họ bắt đầu họ bàn luận về cái ván thi đấu vừa rồi á, là coi như là mình bắt bích như thế nào, mình vận hành như thế nào, đối phương vận hành con tướng gì, mình có con tướng gì để khắc chế. Nó ra rất là nhiều những cái ý tưởng anh em. Ngồi lại cùng với nhau như thế này rất là tốt. Ha. Cá nhân tôi rất là thích luôn á, rất là thích coi những cái này. Anh đánh trận chứ mày cũng tự thua à. Đúng rồi, mày. Mày hoang dại cho tụi BG á. Có kia nó dễ chạy quá. Mày hoang dại cho tụi BG với tụi DCG á. Anh nghĩ địa gầm Sirac không ngán con nào của đó luôn á. Ừ, nó còn trao B không? Và đó là quét sạch người có điểm cục vừa rồi là Emperor. SE đang muốn kết thúc ván thi đấu này và chắc chắn rằng họ làm được. 2-1 dành cho SBTC Sport và đó là chiến thắng chung cuộc. Không mà mấy ngày nó mở dạng ha. Kiểu phải kia địa, kiểu nó muốn địa mình, liền. Mình đánh. Không phải bảo em. Video đang chưa được 6 tiếng nha, anh lên lấy chất sáng của người ta nha. Kênh của tôi là kênh cóc nhái ít ương mà đâu có nhiều anh em coi đâu. Lẻ tẻ mấy cái phía bên ngoài anh em cho tôi coi xíu đi căng. Em định chưa đợi thế đi, gọi mình đánh cái pha, không mình đánh cái gì rồi. Giữa hai là nó không xin làm, không khác chỗ nào luôn. Cái mà nghĩ mà nó xin đẹp đâu. Đúng nó cam đợi, cam đợi có. Tại vì bà Bion á, bọn BG nó bài á. Chơi mấy BG đúng bài. Trên với ai, trên với ai. Chơi mấy BG đúng bài. Bọn BG nó bài á. Cam đợi có. VEG hả? BEG hả? Beyond á hả? À Beyond á. Bọn BEG đúng bài á. Chơi mấy BEG đúng bài. Thật ra thì khi bắt đầu mùa giải thì mình cũng không có nghĩ là team SBTC sẽ có những cái chiến thắng vang dội và liên tục liên tiếp ở đầu mùa như vậy. Đầu tuần lúc nào cũng thắng nhiều quá. Như những mùa trước thôi thì cũng không có hy vọng gì quá nhiều. Nhưng mà khi bắt đầu vào trận đấu á thì những trận đầu tinh thần khi mà mình qua bên đó mình quay cho các tuyển thủ á, mà mình làm việc với các tuyển thủ thì mình thấy tinh thần của các tuyển thủ. À, là cái khúc vừa rồi là cái khúc đầu mùa. Như vậy đầu mùa bên phía của SE cũng ngồi vòng tròn đồ các thứ trao đổi với nhau ha.
Và cuối mùa có còn điều đó xảy ra không? Nếu mà giữ được cuối mùa luôn nha. Tại vì đánh thì thường là SE đâu có được đánh giá mạnh như là bên phía của GAM hay là gì đâu. Nên mà nếu mà giữ được cái tâm lý hay là cái gì giống như là bây giờ mình thua nhiều thì cuối mùa của mình vẫn giữ theo cái cách sinh hoạt đó anh em, thì nó vẫn rất ok mà. Rất là cao, nhất là những cái tuyển thủ trẻ và sự trưởng thành của một số thành viên như là Amber. Rúp xì bỏ tay. Bỏ có kia không? À, bỏ có kia không? Anh ban Seraphim, Jerry với lại Akalin. Được. Bỏ có kia không? Anh nghĩ là có kia không? Phải có kia không? Nó có đánh. Ban lần. Anh sao? Đánh nhiều nhất anh đánh 3 trận rồi. Thấy là tùy hào nha. Tại vì con mất có kia đi lan có nó dễ lắm. Đi lan con có kia nó rất dễ. Nghĩa là mình ra rồng ra cái mục tiêu rồi có thứ mình nó sợ lắm. Quan trọng là mục tiêu rồi. Quan trọng là mục tiêu rồi. Khớp không? Mà em nghĩ thằng có ghi này mới đi ông để có ghi luôn nhưng cả cái lịch sử là nghe đánh cầm chân thôi á. Không nghĩ vậy, không biết đánh farm đâu. Để thả đi không, nó vẫn còn nữa. Cho để nó chứ mà nhưng mà vậy thì để sẽ dễ chơi á. Cho nó lịch sử ra đi, lịch sử ra nó em không tù mà. Nó còn mở nó. Nhưng mà lần này là mình không có liệp lăng đâu. Ừ, là lịch sử ra lượt 3 đó là nó sẽ ban được liệp lăng với lại con Arilu. Nhìn mày đó là sự quen thì sao? Quang vẫn ngon, quang vẫn ngon mà. Nếu nhưng mà nghe cả chuẩn bị sẵn sàng là. Con vua công nha. Ở tụi bà xì lại. Tìm hai cái nào tụi vua công đó. Sợ tôi ăn thêm một. Đã tới lúc anh đánh video không sao đâu. Đã tới lúc xài con heo rồi hai rồi đó. Ở đây đi. Trời ơi, chạy xa dữ vậy. Blade chạy xa dữ trời. Vừa mổ về Blade. Ừ, Blade cái đánh. Blade đánh biết Blade đánh sao sao luôn á. Hay quá. Mấy ngồi vô trong phòng chờ kiểu dạng con tim mỏng manh yếu đuối của tôi không biết cách chịu nổi không? Căng thẳng hồi hộp quá. Đấy em ơi. Cái điều mà làm cho team mình có được những cái chiến thắng đầu mùa tốt thì team mình thật sự nói là những người chơi mà gọi là có trình độ kỹ năng cao, tay khá là to. Tay khá là to luôn. Cái này mình nói thẳng, mình xin khẳng định vậy luôn. Là tay khá là to. Đó thì đa phần mọi người thấy là những cái giai đoạn ban đầu là team mình đánh là nhờ là win game đó, là solo kill liên tục, Ember solo kill, địa solo kill, rồi đường dưới solo kill đó, ngay cả rừng nhiều khi cũng solo kill đó, thì mới thắng được cái game. Mình mà thấy mình cá nhân tỏa sáng nhiều hơn là mình muốn team thắng đâu anh ai cũng vậy. Không có vợ nhiều. Ờ, quá kiểu mình chưa có. Ballet thì bị nghỉ nhiều quá, còn mấy đứa mình thì lại kiểu mà mình hơi hướng là mình tự chơi không à, kiểu mình làm việc độc lập á thì mình làm ghê, nhưng mà khi mình làm việc team á lại bắt đầu dính vô cái vấn đề không có chuẩn. Như cái pha mà bắt có Baron đi, tự nhiên cái mình la biết trong server không chịu đẩy với thằng Jack đi, tự nhiên phải đi lên trên mình đỡ một cái đó. À, cái pha mình Baron đó em để cho top nè. Bờ top đúng rồi. Và tự nhiên cái mình biết tụi Jack thì mình đi mạnh, em đi mạnh hơn Jack. Out level 2 level luôn. Mình muốn biết cũng mạnh luôn, tự nhiên cái mình phải đi lên trên. Mình đổi cho Jack đi boss. Trong cái hồi vậy em phải bắt về rồi. Mất cái khúc ấy à. Kiểu sao mình làm việc đó kiểu mình có vấn đề á. Mình là team mà team mình nó cũng tắt não rồi hay sao kiểu. Mình chỉ cần nói em lên top nha, team mình cũng ok lên. Đó kiểu bị vậy đó. Cái điều phải có phải thường ngày mình đánh với tụi mấy tụi đài á là hai thằng cánh mà đẩy á mà biết kia đẩy trước là thằng cánh nó bị bắt luôn đúng không? Thì ở đây cái mình cho thằng cánh kia tao một nó bỏ mày luôn cho mà tao ra mít kiểu không hiểu kiểu là mày lại trốn thôi con vào lúc nghĩ cậu mà kiểu phải team mình thắng á, nhưng mà ta để nó đẩy mít trước là xong làm bơ bị áp lực luôn à, làm bơ phải lùi à, mấy pha thằng vũ công luôn định đẩy mít xong luôn xuống cho em á. Nó tự dụng ấy. Mình phải đi. Sao lại chung với CS phải con tắc. Em đứng đằng sau thôi. CS đứng cao, chung phải nuốt, còn chung nuốt được mình thua thế thôi.
mình phải đóng ra thế như vậy. Tao kêu là để tao đứng cao vô mà chung nó đứng cao hơn mặt tao mà. Mà sao vậy, sao tao đứng? Vậy tao tao đâu dám bây giờ. Nếu tao muốn sau mình hai trang thì mẹ di chuyển nhiều hơn là trang về đó kỹ năng. Anh em anh Tàng muốn vậy không á, bữa anh nói nè. Có phải anh lại cũng nói á là mình trang á mình nếu cậu giết nó. À mình đánh ăn cắt trộn bồng đưa từ. Ở trong game em thấy đánh lũng cũng. Mà giờ mày nó vô cũng trong giải, cái thế nó cũng xảy ra đó. Đúng rồi. Cái thế mặt nó bằng bằng á. Đấy, mình che mấy thằng đài á, mình che mấy thằng đài đầu tiên á là mấy thằng đài nó không có làm mấy cái gì che mấy thằng này. Mà tao nói, anh thấy không, nó quýnh kiểu căn bản lắm kìa, nó không có làm gì mà nó kiểu tôi sát hay là gì ghê quá. Cái chiến thắng đầu mùa đó cũng... Nếu mà cần một huấn luyện viên thiên về macro thì tôi biết ở Việt Nam cũng sẽ có một vài người có thể đáp ứng được. Mùa hè này nếu như bên phía của xe muốn tuyển thì chắc là tôi cũng sẽ có ứng cử viên để giới thiệu. À không phải tôi, tôi thì làm ở trong môi trường đó căng thẳng đầu óc quá, tôi già rồi làm môi trường đó căng thẳng đầu óc quá, và tôi giới thiệu cho thằng em của tôi cũng được, tánh thiên về macro luôn, ưu tiên về macro luôn, macro tới luôn, tới nãy luôn. Như là một bước ngoặt và bùng nổ cho SBTC trong tương lai và sau này. Thì mục tiêu mùa này của team là đi trong cái thế giới mà, nên là cũng bình thường. Từ lúc em thấy đời như này thì khả năng cao. Nói chung hồi nãy thì căn bản là chỉ là những cái tình huống mà review lại những cái gọi là cái gì. Hồi nãy tôi thấy là tập luyện rồi đồ các thứ, mà tôi cảm giác như là cái chất lượng tập luyện của bên phía SE nó không được tốt chứ. Một phần cá nhân tôi thấy cái chất lượng tập luyện của SE nó không được tốt. Này nó không phải là đến từ cái việc mà tôi coi cái clip này. Tôi vẫn còn nhớ cái Mitchit ở trong những cái clip trước là họ trao đổi thông tin rất là vụng. Họ đánh kiểu như là chụp giật á. Và những cái tình huống kiểu như là đáng lý ra phải sửa ở trong trên đó, chứ nó không có xuất hiện ở trong giải là nhiều. Từ đó mình thấy là cái cảm giác như cái độ hiệu quả của những cái buổi tập luyện á thì chưa được tốt. Tôi phỏng đoán như vậy thôi nha. Rồi hy vọng là bên phía của SE sẽ làm tốt hơn ở trong những cái bữa tập luyện, tức nghĩa là đạt ra cái độ hiệu quả cao hơn trong những cái bữa tập luyện, thì nó cũng sẽ giúp cho bên phía của SE tiến bộ hơn anh. Tao là đi là chắc chắn. Đi vào top 4 ấy, chứ không phải đi Mỹ. Tiếp tục đối đầu với Team Well, một team đang có những cái tuyển thủ được đánh giá khá là chất lượng như Nagiya hoặc là Châu Vi, Việt Nam, Lập La, đồ cái thứ. Còn đâu top thì chú Phi cho em. Và chắc chắn là bắt đầu kết thúc của phút thứ 29 dành cho BQ FNTC Esports 1-0 cho Tam Kê. Bỏ đời. Bây giờ thả ra ta được không? Tại vì cái này tốt. Thằng xưa hằng cái là uống ra ta, uống cái ta với lại cái ta sao? Ta thì nó sợ mấy con đó. Mà rồi thôi thôi ba đi. Rồi. Chốt ba luôn đi. Chốt ba ly xin lại không? Và họ sẽ có được cái nhà chính của bên phía đối phương ở phút thứ 36. Một trận đấu cực hay của Team Well. Rồi mình mấy cái boss, mấy cái pha ở cái boss này sẽ phải lên tiếng. Không có im lặng. Tại thấy mày lên, mày im lặng không mà. Nó còn thấy hai đứa kia đứng cao cao, thấy mày im ru là thấy rồi. Rồi mấy cái cách thức mà vận hành về game mình bị quên luôn. Địa thì quên kêu thằng Khải ra, Khải và Dead ra. Nói về em á là gán vô trận đó anh không biết giờ, tại giờ mình nói đây thì nó dễ quá anh em anh cũng biết rồi, nhưng mà gán vô game á mình phải biết cách vận hành của team mình là cần cái gì đi, tại vì vô game thì em sẽ bị quên, nó nói thời gian bị quên hoài luôn, mình không được quên mấy cái đó nữa rồi, cái điều kiện thẳng là đánh đâu rồi đó. Bây giờ nè, đánh trận này với tụi này nè, bây giờ nói nghe nè, đánh với tụi này đừng quan trọng thắng lên, quan trọng là di chuyển ra mid giết thằng mid nó là win. Không bay cũng được luôn, mà chỉ cần con bay di chuyển thôi là xong. Đấy, con bay không di chuyển nên thành ra mới khó chơi. Không còn một SE bất bại nữa. Ván thua, trận thua đầu tiên đến từ BTC và đối thủ đã đánh bại họ, đó chính là cái... Nghe giọng ai quen. To be continued.